Đây là quạt điện 12V và với giá hơn 300 nghìn thì các bạn sẽ sở hữu được cái quạt này có những tính năng gì? Đầu tiên, đây là một chiếc quạt mới của công ty các bạn nhé. Thêm nữa, với chiếc quạt này khi mà sử dụng, giả sử mà các bạn cặp ngược chiều thì quạt nó sẽ không hỏng, không bị cháy mà nó sẽ mát ngược lại phía sau. Thêm nữa đó chính là quạt này có tút năng quay sang trái, quay sang phải. Và quạt này các bạn thấy này, quạt này của bên mình năm nay cung cấp là loại quạt 5 cánh, nó sẽ rất là tít. Chiếc quạt này thì có kích thước là từ dưới đất này lên đến vị trí cao nhất là 95cm các bạn nhé. Và các bạn có thể nối lên, đấy, nối kích như này 95 này, và các bạn có thể hạ thấp được. Đấy, bây giờ thì để không mất thời gian mình sẽ kẹp luôn vào đây. Các bạn sử dụng cái này cặp bình ắc quy thì chúng ta sờ đây tay không sợ giặt cái gì các bạn nhé. Đấy, như thế này là đang mát đúng chiều này. Bây giờ mình sẽ ví dụ là mình cặp ngược chiều. Nhiều người kiểu chưa dùng quạt 12V bây giờ cứ sợ là một là giật, hai là cặp ngược chiều thì có thể làm hỏng quạt. Đây, dòng quạt này ngoài cái chuyện bán ra như thế này, bên mình còn bảo hành 1 năm nên là các bạn yên tâm trong quá trình sử dụng quá nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video.